quý cô bác, anh chị kính mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp ngày hôm nay. Đầu xuân năm mới, Minh Đường Tử Vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an và sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để đón xem được những video hữu ích mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động cuộc đời tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, đón năm 2024 âm lịch, trời Phật thương tình, thần tài hộ giá, cải hạo vi tường, hóa hung thành cát, tài lộc ùn ùn đổ về nhà, giàu như vũ bảo, tiền vàng nhét chật két. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ tiết lộ cho quý cô bác anh chị về tử vi năm 2024 của Giáp Thìn. Năm 2024 vận mệnh của cô bác dường như có một sự chuyển mình lớn. Nếu như năm 2023 xui xẻo đủ đường, cản trở cô bác thực hiện nhiều dự định, thì năm 2024 cô bác sẽ gặp được quý nhân phù trợ, hậu nhân giúp đỡ, các tinh chiếu rọi mà có cơ hội một bước trở mình, giàu sang sung túc từ nay đến cuối nửa đời về sau nếu nắm chắc điều này. Vậy, để biết được tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1963, trong năm Giáp Thìn 2024 sẽ ra sao, vận trình công danh sự nghiệp tài lộc như thế nào, trong công việc thì có được quý nhân giúp sức hay không, chuyện gia đình tình cảm và sức khỏe có điểm gì cần lưu ý, và quý cô bác Giáp Thìn cần chuẩn bị những gì để có thể đón lành tránh dữ, giúp cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, tất cả những câu hỏi đó sẽ được giải đáp chi tiết trong video ngay dưới đây. Xin mời quý cô bác hãy cùng theo dõi nhé! Quý vị thân mến, xem tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2024, nhìn chung đây sẽ là một năm không ít biến động đối với quý cô bác tuổi Giáp Thìn. Trong năm này, cục diện trực thái tuế chi phối mạnh, thêm cả những tác động bất lợi trong năm cuối phạm tam tai, nên hung cát xáo trộn, đương số có thể sẽ gặp một số bất lợi và thách thức ở mọi phương diện cuộc sống. Vì vậy, quý cô bác hãy trang bị cho mình một ý chí kiên cường, mạnh mẽ để có thể đối đầu với mọi khó khăn trong năm 2024 này. Thưa quý vị, quý mệnh chủ sinh năm 1964 là tuổi Giáp Thìn, cầm tinh con rồng, tính theo quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc, can giáp sẽ thuộc hành mộc, còn chi thìn sẽ thuộc mệnh thổ. Trong phong thủy, quý mệnh chủ sinh 1964 thuộc mệnh hỏa, nạp âm phú đăng hỏa nghĩa là ngọn lửa của đèn dầu, nhỏ bé nhưng vẫn ấm áp để sưởi ấm lòng người. Nhìn chung, phú đăng hỏa là ngọn lửa đơn giản, nhưng nó gắn liền với cuộc sống hàng ngày của con người. Nam mệnh Giáp Thìn sinh năm 1964, mang trong mình cung ly mệnh hỏa, họ vốn là người yêu thích sự tự do, cuộc sống tự lập, phiêu lưu và khám phá mọi điều mới mẻ, họ có ý chí và không dễ dàng chấp nhận bỏ cuộc. Nữ mệnh Giáp Thìn sinh năm 1964 thì mang trong mình cung càn thuộc hành kim, các cô nàng Giáp Thìn thuộc tuyếp người trung thủy trong tình yêu, họ chuẩn mực trong lối sống, tế nhị trong cách cư xử và luôn có trách nhiệm với những việc họ làm. Ngoài ra, họ cũng có cách chi tiêu rất cẩn trọng và hợp lý. Quý vị thân mến, sử dụng màu sắc hợp phong thủy cho tuổi này có thể gia tăng may mắn và tài lộc cho bản thân, hơn nữa còn mang tới nhiều giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Màu tương sinh với quý mệnh chủ tuổi Giáp Thìn là màu xanh lá cây, xanh nõn chuối, thuộc hành mộc. Thần tài cũng sẽ mỉm cười với gia chủ nếu thường xuyên sử dụng những con số may mắn, tài lộc. Con số may mắn hợp với tuổi này là 3, 19, 17 và 80. Quý vị thân mến, việc xem sao chiếu mệnh và sao hạn giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ về vận mệnh của mình. Từ đó có thể tránh những điều không may mắn và tìm cách hóa giải để cuộc sống và công việc được thuận lợi hanh thông. Trước tiên, xin mời quý vị hãy cùng đi tìm hiểu về sao hạn trong năm đối với nam mạng Giáp Thìn. Thưa quý vị, trong năm nam mạng Giáp Thìn gặp sao Kế Đô. Kế Đô là giao điểm dáng trong quỹ đạo mặt trăng. Trong thần thoại Hindu, Kế Đô nói chung được coi như là một hành tinh bóng dâm. Người ta tin rằng nó có ảnh hưởng to lớn đối với sự sống của con người, cũng như toàn thể sinh giới, trong hệ thống cửu diệu tinh. Kế Đô là một hung tinh khá mạnh. Kế Đô được ví như bà hoàng hậu khắt khe, hung tinh ảnh hưởng nặng nơi phái nữ,
Riêng những người có thai hay sinh đẻ trong hạn sao này thì ít bị ảnh hưởng, gặp hạn sao này mưu sự thường gặp khó khăn, thành ít bại nhiều, phòng thị phi, đau ốm hay tai biến bất ngờ. Kế đô còn là điểm nam giao của mặt trăng mà chúng ta hay biết tới, nó có năng lượng khiến tâm can hoảng loạn, vì vậy nếu gặp kế đô cần phải nắm vững tinh thần bản thân. Tác động khi sao kế đô chiếu mệnh. Sao kế đô là một hung tinh trong cửu diệu, cổ nhân cho rằng, nhất là nữ nhân. Nếu gặp kế đô trong năm thì nhân duyên rất thấp, thị thi lời nói nhiều, vận xui liên tục xuất hiện, phong tháng 3 và tháng 9 âm lịch gặp tai ương bất ngờ. Nhưng nếu đang có thai gặp kế đô thì ngược lại, giữ sẽ hóa lành, không ảnh hưởng xấu, mà trái lại còn tốt cho cả chồng và thai nhi trong bụng. Năm có sao này chiếu thì nhiều biến cố xấu xảy ra, không chỉ xấu cho nữ giới mà còn xấu cho nam giới, bởi hung tinh kế đô chủ về sự không may mắn, ốm đau bệnh tật, buồn sầu, chán nản thờ ơ. Nam giới nếu có số đào hoa gặp hung tinh kế đô thì cũng dễ bị tai tiếng vì đàn bà, cho nên hệ lụy kéo theo công việc, tài chính, sự nghiệp khó khăn hơn rất nhiều. Gặp kế đô chiếu thì gia đạo bất an, phát sinh tang sự, phải xa xứ lông bông. Nam giới gặp sao này đi xa mới có tiền bạc, còn quanh quẩn trong nhà dễ gặp tai ương, bị nữ giới hại. Kế đô có sức mạnh vô cùng lớn, đầu tiên ảnh hưởng từ trường của hung tinh khiến bản mệnh luôn cảm thấy bất an, tự ti hay hoài nghi chính mình. Sau đó, kế đô thúc đẩy con người trở nên hoang dại, lang bạc, sức sống dồi dào nhưng lại hay gây chuyện rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ. Cuối cùng hung tinh chủ về bệnh tật, tai họa người âm phá rối, tựu chung sao này xấu cho cả nam và nữ, nhưng người mang âm khí sẽ bị nặng hơn, tinh thần xuống thấp, hay buồn phiền chán nản, thờ ơ thế sự, trong nhà phát sinh tang sự, hay phải xa xứ lông bông, lục xúc bất ổn. Nữ mệnh thì sinh đấu khẩu thị phi, nhưng nếu có thai sẽ gặp cát vận. Tuy nhiên, còn có một ưu điểm khác, người có tinh tú này tọa mệnh thì ví như vạn sự khởi đầu nan, đầu năm bình thường, giữa năm bỗng dưng tài hoa xuất chúng, đầu năm đại hung, cuối năm đại cát, vậy nên tâm tư bạn nên tràn trề hy vọng, mong mỏi một năm tốt đẹp thì hơn. Trong năm nam mạng Giáp Thìn không may gặp phải hạn địa võng. Địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan dày già, địa võng hạn cũng không xong, như cá mắc lưới giữa dòng chẳng may, gặp hạn địa võng, gia chủ dễ bị vướng tai tiếng. Coi chừng tù tội, kỵ đi ra ngoài lúc trời tối, chớ cho người ngủ trọ qua đêm, tránh mua đồ lậu hay đồ quốc cấm, đề phòng tai bay vạ gió, có sự cãi lộn dữ dội, có người vu oan giá họa. Ngoài ra, hạn này còn chủ về chuyện đau buồn, cẩn thận lời nói kẻo vướng khẩu thiệt, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời cẩn trọng trong nội tộc có chuyện tang gia, địa võng ví như cạm bẫy chiêu dụ tiểu nhân khiến công việc khó khăn, làm ăn trắc trở, phải bỏ giữa chừng. Thưa quý vị, gặp hạn địa võng dù ít hay nhiều thì cũng sẽ gặp phải những điều rủi ro và xui xẻo. Hạn này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống tinh thần mà còn khiến người dính hạn kiệt quệ về sức khỏe, vì vậy bắt buộc chúng ta phải hóa giải chúng. Cách hóa giải như sau. Trong công việc làm ăn, tốt nhất là bản mệnh hãy làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch, nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng, đừng vì cái lợi nhuận trước mắt mà bán rẻ lương tâm. Hơn nữa, khi quyết định đầu tư một cái gì đó, bản mệnh cần cân nhắc thật kỹ lưỡng. Trong năm, bản mệnh hạn chế cho người khác mượn tiền, vì một khi tiền đi là rất khó lấy lại được. Gia đạo là nơi mà chúng ta có thể chia sẻ lẫn nhau về mọi việc trong cuộc sống. Đừng cứ giữ mãi trong lòng mà xin muộn phiền, mọi người trong gia đình vốn là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra, luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau. Đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách, luôn quan tâm, thấu hiểu lẫn nhau, dù có chuyện gì thì hãy thẳng thắn nhìn vào phần lỗi của mình. Hai vợ chồng nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết, không để tiếp diễn chuyện giận nhau kéo dài mà ảnh hưởng tới hòa khí gia đình. Về tinh thần, gia chủ nên là nhiều việc thiện, cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại, thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Cảnh báo, đương số không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm, đồng thời không nên cho người lạ vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm, chẳng may gặp phải kẻ gian. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về sao chiếu mệnh, sao hạn của nữ mệnh tuổi Giáp Thìn trong năm 2024 này. Thưa quý vị, trong năm nữ mạng Giáp Thìn gặp sao Thái Dương Tinh Quân hay còn được gọi là Thái Dương Cung, Thái Dương Bồ Tát, Thái Dương Thần, Nhật Thần, là một trong những vị thần trong tín ngưỡng thờ thần mặt trời, trong đạo giáo có tôn kính xưng tụng, Nhật Cung Diêm Quang Thái Dương Tinh Quân còn gọi Đại Minh Thần, tục gọi Thái Dương Đế Quân, một trong 14 chính tinh, là sao thứ ba trong 6 sao thuộc chòm sao tử vi. Thái Dương vốn là mặt trời, đóng ở các cung ban ngày.
từ dần đến ngọ thì rất hợp vị, có môi trường để phát huy ánh sáng, đóng ở cung ban đêm, từ thân đến tí thì u tối, cần có tuần, triệt, thiên không, thiên tài mới sáng. Tác động khi sao Thái Dương chiếu mệnh, Thái Dương là phúc tinh chủ sự hanh thông, cứu giải nạn tai, mang tới sự rạng rỡ về công danh. Với nữ giới thì công việc vẫn thành công nhưng rất vất vả, sao phát cát khí tốt vào các tháng 6 và 10, Thái Dương phù trợ mạnh hơn cho những người sinh ban ngày, đặc biệt. Và lúc bình minh đến chính ngọ, thời gian mặt trời còn thịnh quang, nếu sinh vào giờ mặt trời lên thì tốt hơn vào giờ mặt trời sắp lặn. Năm có Thái Dương tinh chiếu thì làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhiều doanh nhân có thể tạo dựng nên thương hiệu nổi tiếng, nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp, một số người có cơ hội thăng quan tiến chức, danh vọng, uy tín, tên tuổi hiển hách lẫy lừng. Nhưng lưu ý, vì bản chất là ánh sáng, nên cách làm cần quang minh, đường đường chính chính mới gặp cát lợi. Nếu như làm ăn mờ ám thì tình hình ngược lại, giống như sao Thái Bạch, là hung thần hao tốn của cải. Xét lá số tử vi, tai nạn và bệnh tật sẽ xảy ra đối với các trường hợp Thái Dương hãm địa, gặp các sao như kình, đà, không, kiếp, diêu, hình, kỵ bị bệnh về mắt, chảy máu chân tay, gặp tai họa khủng khiếp, chết yểu, hoặc phải bỏ làng tha hương lập nghiệp mới sống lâu được. Riêng phái nữ còn chịu thêm bất hạnh về gia đạo, như lập gia đình muộn, lấy lẻ, cô đơn, khắc chồng hại con. Lý do là Thái Dương còn biểu tượng cho chồng, cho nên nếu hãm địa và bị sát tinh thì gia đạo trắc trở, tai họa đó có thể xảy ra cho chồng. Nói chung, người nữ có Thái Dương sáng thì được hưởng phúc thọ cho cả chồng. Ngược lại, nếu sao này xấu cả chồng lẫn bản thân sẽ bị ảnh hưởng. Cái tốt xấu của Thái Dương bao giờ cũng đi đôi, tốt cả đôi, xấu cả cặp. Đối với thế hệ trẻ có Thái Dương chiếu mệnh sẽ học hành thông minh, sáng suốt, thường có thành tích học tập tốt, thi cử đỗ đạt cao. Quý vị thân mến, sao Thái Dương là cát tinh, do đó, quý vị có thể làm một số việc để có thể giúp phát huy được các tính của tinh tú này, hơn nữa còn hỗ trợ tốt cho vận trình trong năm mà nó chiếu. Thưa quý vị, sở hữu những đồ vật phong thủy may mắn của nữ mạng tuổi Giáp Thìn sẽ đem đến cho bản mệnh các trường khí để xua đuổi vận xui, thu hút nhiều tài lộc về cho gia chủ. Tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng để gia tăng cát vận, dễ vàng nhận được các khí từ Thái Dương tinh. Bên cạnh đó, trong năm bản mệnh cũng cần phải làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn cũng là một đức tính mà bạn cần trang bị, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng hãy luôn nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn. Đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Bản mệnh cũng hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ do dự quá lâu để kẻ khác chấp mất thời cơ. Một cách để bản mệnh có thể gia tăng phước đức của mình đó là làm nhiều việc thiện. Hành thiện là cách tạo hồng phước lớn, đương số càng nghĩ thiện. Sống thiện bao nhiêu thì càng dễ hấp thụ được năng lượng tốt mà Thái Dương tinh lan tỏa, từ đó cuộc sống thêm phần rạng rỡ. Quý cô bác Giáp Thìn thân mến, các chuyên gia tử vi đã xem tổng quan tử vi của quý cô bác trong năm 2024 thấy rằng, xét theo can chi ngũ hành. Đối với nam mạng, xét về thiên can, giáp gặp giáp bình hòa, ít nhận được yếu tố hỗ trợ từ bên ngoài, tự làm tự lo, muốn thành thơi hay vất vả đều nằm ở suy nghĩ tích cực hay tiêu cực mà thôi. Xét về địa chi, Thìn bước vào năm tuổi phạm trực thái tuế, công việc làm ăn gặp khó, nhiều biến động, tài lộc giảm sút, kiếm tiền khó khăn hơn trước, gia đạo trục trặc, sức khỏe giảm sút trông thấy. Xét về ngũ hành, bản mệnh và lưu niên bình hòa, xui khí được giảm phần nào, gia đạo có trục trặc cũng được hóa giải, sức khỏe có giảm sút nhưng không quá nghiêm trọng. Tiểu kết, xét về can chi, ngũ hành, nam mạng Giáp Thìn không được vận trình hỗ trợ, báo hiệu một năm làm ăn khó khăn, nhiều chuyện phiền muộn, biến động xảy ra, tiền bạc khó kiếm, tiêu hao lại nhiều, gia đạo trục trặc, sức khỏe giảm sút trông thấy, dù có yếu tố hóa giải nhưng vận xui vẫn khó tránh trong năm. Đối với nữ mạng, xét về thiên can, tử vi Giáp Thìn 1964 nữ mạng năm 2024 có thiên can là giáp, tương trợ với thiên can năm 2024, do đó vào năm này bản mệnh sẽ gặp quý nhân giúp đỡ nhiều trong công việc lẫn cuộc sống. Vì bản mệnh mang cùng hệ với lưu niên, nên trong năm dù gặp khó khăn vẫn nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. Đây là một năm tốt để bản mệnh có thể kinh doanh, làm ăn hoặc lên kế hoạch cho các chuyện đại sự khác của mình. Xét về địa chi, tử vi Giáp Thìn 1964 nữ mạng
năm 2024 về phương diện địa chi không tốt, bởi đây là năm tuổi của bản mệnh. Năm 2024 có địa chi là Thìn, tự hình năm tuổi với bản mệnh và chủ về thái tuế. Do đó trong năm người sinh 1964 không tránh khỏi các chuyện thị phi, nữ mạng có đường công việc dễ thay đổi. Tuy nhiên, những thay đổi trong sự nghiệp sẽ giúp bản mệnh tìm ra những định hướng mới, mở rộng và phát triển bản thân hơn. Xét về ngũ hành, người sinh năm 1964 mang mệnh hỏa, năm 2024 cũng là giáp Thìn mang mệnh hỏa. Đây là mối quan hệ tương hợp tốt, chính vì thế vào năm này, người giáp Thìn có đường công danh sự nghiệp thuận lợi, làm ăn phát đạt, nhất là khi hợp tác cùng anh chị em hay người trong gia đình. Đây là năm cho nữ giáp Thìn 1964 mở ra nhiều cơ hội làm ăn mới, phương diện sức khỏe cũng tốt, không đáng lo ngại về ốm đau bệnh tật. Và dưới đây là vận trình chi tiết tử vi tuổi giáp Thìn 2024 trên các phương diện. 1. Tử vi công danh sự nghiệp tuổi Thìn năm 2024. Tử vi tuổi Thìn năm 2024 về phương diện sự nghiệp không mấy thuận lợi. Trong năm tuổi của mình, bản mệnh sẽ gặp nhiều vấn đề phiền não và áp lực do thái tuế gây ra. Dù đã rất nỗ lực, nhưng không có cách nào để đảm bảo mọi việc thuận buồm xuôi gió từ đầu tới cuối. Tổng thể quá trình sẽ luôn xuất hiện một số rắc rối nửa chừng do cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, đặc biệt đối với những người mới khởi nghiệp hoặc bắt đầu kinh doanh, buôn bán. Việc thiếu kinh nghiệm có thể khiến đương số va vấp rất nhiều, tốn cả công sức lẫn tiền của mà mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu, thậm chí thất bại. Mức độ cạnh tranh trong năm giáp Thìn được dự đoán tăng tiến khá mạnh, vốn là con giáp có tính cách mạnh mẽ và cái tôi cao, nên dễ xảy ra bất đồng với người xung quanh. Dù chỉ là những ý kiến trái chiều từ vấn đề nhỏ nhặt, cũng có thể chuyện bé xé ra to, dẫn tới những bất hòa gay gắt, chủ động gây hấn như vậy sẽ chỉ càng khiến bạn gặp bất lợi. Tốt nhất nên chăm chỉ làm tốt việc của mình, giữ thái độ dĩ hòa vi quý và khiêm tốn là cách bảo vệ bản thân tốt nhất. Đầu tư năm nay cũng không nên mù quáng bỏ qua rủi ro tiềm ẩn, mà nên áp dụng chiến lược thận trọng để tránh thua lỗ. Ngoài ra khi đàm phán kinh doanh, phải đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng để tránh bị lừa lọc, gài bẫy. Đối với doanh nhân nói riêng, mệnh chủ có thể gặp nhiều vấn đề khó khăn trong quá trình điều hành doanh nghiệp mà một mình không thể giải quyết được. Bên cạnh đó, cũng không thể tránh khỏi phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, gặp phải những đối thủ mạnh, thậm chí có thể bị cướp đoạt ý tưởng kinh doanh. Vì vậy, lúc nào cũng cần giữ cái đầu thật lạnh, suy tính đường đi nước bước cẩn thận, chủ động phân tích tình hình và có biện pháp đối phó nhanh chóng và phù hợp. Dù vận quý nhân trong năm không nhiều, nhưng khi thực sự cần thiết nên chủ động tìm kiếm kinh nghiệm, kỹ năng từ bạn bè thân thiết hoặc những người đi trước để có thể giải quyết vấn đề theo hướng đúng đắn hơn. Cũng cần lưu ý rằng, năm nay không nên mở rộng quy mô công việc một cách mù quáng, cũng không nên quá đi sâu vào lĩnh vực mới, nếu không sẽ chỉ mang lại gánh nặng kinh tế. Đối với người ở ngưỡng tuổi trung niên, nên cân nhắc việc nghỉ ngang, thay đổi công việc vào năm 2024, nếu không một khi từ bỏ công việc hiện tại, bạn có thể sẽ thất nghiệp một thời gian dài. Tuy nhiên, vật cực tức phản, nghịch cảnh là cơ hội tốt nhất để tôi luyện bản thân và giúp tuổi Thìn trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, năm nay bạn cũng sẽ được các ngôi sao tốt lành phù hộ, như chính ấn và hoa cái. Vào tình huống nguy cấp nhất có thể sẽ có bước chuyển ngoặt bất ngờ. Khi tuổi Thìn thoáng có ý định bỏ cuộc, bạn có thể nhận được sự động viên từ người khác. Khủng hoảng có thể nhanh chóng được giải quyết, cho dù đó là vài lời động viên, nhắc nhở hay hỗ trợ tài chính. Những điều này đều rất hữu ích đối với những chú rồng. Nhìn chung, năm nay rất cần đương số phát huy cao độ khả năng làm việc mạnh mẽ của mình, suy nghĩ thực tế và chăm chỉ, sẵn sàng đương đầu với mọi biến cố ập tới mới mong giảm thiểu rủi ro. Thông qua việc trau dồi bản thân, duy trì thái độ lạc quan và giảm bớt cảm xúc bốc đồng, người tuổi Thìn có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này trong năm nay. 2. Tử vi tài lộc tuổi Thìn 2024. Cùng với công việc làm ăn gặp khó khăn, phương diện tài lộc của người tuổi Thìn cũng khó tránh khỏi những tác động bất lợi từ trực thái tuế. Tiền bạc đội nón ra đi mà không rõ nguồn cơn, làm ăn thiếu hiệu quả, đầu tư có thể bị thua lỗ, tình trạng kinh tế gặp rất nhiều áp lực. Con giáp này vốn có khả năng, nhưng tình hình khó khăn chung khiến bạn khó phát huy trọn vẹn, việc kiếm tiền trở nên vất vả và tốn rất nhiều công sức, nhưng thu nhập chưa thật sự khả quan như mong đợi. Hơn nữa, những người sinh năm Thìn coi thường các khoản thu nhỏ và luôn mong muốn kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn, thông qua các dự án đầu tư và quản lý tài chính khổng lồ để có thể hiện thực hóa quyền tự do tài chính của mình. Lý tưởng tuy tốt nhưng hiện thực lại rất phũ phàng, vận khí ảm đạm trong năm tuổi khiến bản mệnh rất khó đạt được tâm nguyện, thậm chí quá mức cố chấp còn có thể mất hết cả vốn lẫn lãi, có câu tích tiểu thành đại,
các khoản tiền dù ít hay nhiều đều là do công sức của bản thân, bạn đều nên trân trọng. Một lý do nữa khiến tiền bạc của con giáp này thất thoát nhanh chóng là do người tuổi này thường tiêu tiền rất bất cẩn, bạn có thói quen thích tiêu dùng hoang phí, sa đà vào lối sống hưởng thụ và còn có thể kết bạn xấu trong năm nay. Những hành vi này có thể tác động tiêu cực đến tài lộc. Người làm kinh doanh nên đề cao vấn đề đạo đức, đừng cố gắng làm giàu bằng những thủ đoạn bất hợp pháp, đừng quên năm nay vận hạn rất lớn. Những loại hành vi như vậy không chỉ có hại về mặt đạo đức mà còn khiến bạn có thể vướng vào vòng lao lý, kiện tụng, tù tội, phá hủy tất cả những gì đã vất vả gây dựng. Năm nay chớ vội mở rộng quy mô làm ăn, tốt nhất nên làm tốt hoặc tiếp tục hoàn thiện các kế hoạch dang dở ở hiện tại. Đầu tư phải tùy thuộc vào năng lực của bản thân, không nên mù quáng chạy theo xu hướng hay nghe lời dụ dỗ, chào mời mà vung tiền bất chấp. Làm gì cũng nên chú trọng chi tiết, tiến hành từng bước, tính toán kỹ lưỡng cái lợi cái hại, làm đến đâu chắc đến đấy. Đối với người làm công ăn lương, sự trì trệ trong công việc có thể ảnh hưởng đến nguồn thu nhập chính của bạn. Ngoài ra, có thể do chủ quan đánh giá sự việc mà bạn cũng có thể phải bỏ tiền túi ra để đền bù thiệt hại. Nhìn chung, vận khí năm nay không tốt, đương số cần quản lý tiền bạc cẩn thận, tránh rủi ro lãng phí, hạn chế các khoản vay mượn. Cũng không nên tùy tiện cho vay mà không tìm hiểu kỹ càng và hãy cẩn thận với những gian lận và lừa đảo, đừng phô trương sự giàu có của mình, kẻo khơi dậy tính toán của những người xấu tâm rồi rơi vào cạm bẫy mất tiền. Cần lập kế hoạch ngân sách chi tiết để giảm thiểu những chi phí không cần thiết, tránh xa đỏ đen. Tất nhiên tiết kiệm không có nghĩa là quá chi ly, đừng thắt chặt cuộc sống quá mức. Bạn có thể tự thưởng cho mình đúng lúc, nhưng hãy giữ ở mức vừa phải. 3. Tử vi tình duyên, gia đạo tuổi Thìn 2024. Tử vi năm 2024 tuổi Thìn ở phương diện tình cảm có nhiều bất ổn, hạn thái tuế giáng xuống, khiến phương diện tình cảm đời sống hôn nhân của tuổi Thìn chịu ảnh hưởng rất lớn, càng làm gia tăng gánh nặng cuộc sống và khiến tinh thần bản mệnh sa sút. Người độc thân có những trải nghiệm tình cảm lên xuống, dù được ngũ hành lưu niên tương sinh và các tinh hoa cái mang tới đào hoa, nhưng thái tuế áp định khiến phần lớn đều là đào hoa xấu. Người gặp nhưng không ở lại, tình cảm nhiều dang dở và bẽ bàng, năm nay bạn tốt nhất không nên duy trì mối quan hệ mập mờ, nếu không người bị tổn thương sau cùng chỉ có bạn mà thôi. Với người đã kết hôn, tình cảm vợ chồng đứng trước thử thách khi điềm báo cho thấy có thể sẽ có người thứ ba xen vào cuộc sống gia đình của hai bạn. Về phía bản thân mình, bản mệnh nên nghiêm cẩn giữ mình, tránh xa cám dỗ tình cảm để không phá hỏng danh tiếng và hạnh phúc hiện tại. Còn nếu là người bị hại, trong mọi tình huống hãy luôn nhắc nhở bản thân phải duy trì lý trí, kiềm chế tính nóng nảy kẻo dẫn đến xô xát, thậm chí có thể trách nhiệm hình sự. Trong cuộc sống thường ngày, vợ chồng nên san sẻ với nhau nhiều hơn để gia đình yên vui. Với các cặp đôi đang trong quá trình tìm hiểu, cả hai đều cần sự kiên nhẫn, bao dung hơn, tăng cường trao đổi giao tiếp với đối phương để mối quan hệ được bền lâu. Thực tế năm nay tâm tính tuổi Thìn bất ổn, cảm xúc lên xuống thất thường, có thể sẽ gây ảnh hưởng và khó chịu cho nửa kia. Cách hành xử nóng nảy vô lý của bạn có thể khiến căng thẳng leo thang, tình yêu lung lay rất dễ đứt gánh giữa đường. Đào hoa tăng lên cũng giúp bạn vượng duyên khác giới, song lại không có lợi cho người đã có đôi. Đây là lúc bạn cần chú ý giữ khoảng cách thích hợp với các mối quan hệ khác giới xung quanh, dù là trong công việc hay trong xã giao, đừng để mình vướng phải những mối quan hệ phức tạp hoặc những lời đồn đại không hay, vì năm này là năm tuổi nên không thích hợp để đưa ra quyết định kết hôn. Nếu tình yêu chính mùi và cả hai thực sự muốn xây dựng tổ ấm, thì nên nghiên cứu kỹ các phương pháp hóa giải thái tuế ngay từ đầu. 4. Tử vi sức khỏe tuổi Thìn 2024. Tử vi tuổi Thìn năm 2024 về phương diện sức khỏe không được lý tưởng, do trực thái tuế án ngữ, tam tai tác động, vì vậy đừng xem nhẹ với bất cứ vấn đề nào về sức khỏe, dù là nhỏ nhất. Đầu tiên, hãy cố gắng tránh thức khuya, duy trì thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, ngủ đủ giấc, để cơ thể được phục hồi năng lượng đầy đủ để đối phó tốt hơn với nhiều áp lực khác nhau trong cuộc sống. Thứ hai, chú ý đến thói quen ăn uống, tránh ăn quá nhiều hoặc bỏ bữa, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng, hạn chế ăn đồ cay nóng, kích thích, ăn nhiều rau củ quả tươi, duy trì uống đủ nước, có tác dụng giải độc, làm đẹp và chống lão hóa. Năm nay bạn nên quan sát tình trạng sức khỏe của mình thường xuyên hơn. Khi nhận thấy có biểu hiện khó chịu thì nên đến bệnh viện ngay để được chẩn đoán và điều trị phù hợp, đừng né tránh việc điều trị y tế. Cũng đừng ngại tốn tiền, nếu không rất có thể sẽ trì hoãn thời gian điều trị tốt nhất, càng chậm trễ thì số tiền và chi phí phải trả càng nhiều, bệnh tình cũng nặng thêm. Đương số đi đứng cẩn thận, tránh xa rượu bia khi tham gia giao thông kẻo gặp họa huyết quang, nhẹ cũng chảy xước tứ chi, nặng có thể phải can thiệp giao kéo. Ngoài ra, do vận khí cả năm ảm đạm,
nên bạn cũng nên chú ý duy trì sức khỏe tinh thần và tránh những tác động tiêu cực của sự lo lắng, căng thẳng lên cơ thể. Khi bạn vui vẻ, nhìn cuộc sống với cặp mắt tích cực thì có thể đẩy lùi rất nhiều bệnh tật. Dù có khó khăn tới đâu cũng hãy đối diện với mọi thứ đang xảy ra hiện tại với một tinh thần lạc quan để có thể vượt qua những trở ngại tốt hơn và hướng tới một tương lai tươi sáng. Tổng kết tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2024. Đa phần người tuổi Giáp Thìn đều nhận thấy nhiều dấu hiệu khó khăn khách quan trong tử vi năm 2023, tuy nhiên nó chưa quá rõ ràng. Sang năm 2024, khó khăn và thách thức ấy luôn thường trực, khiến đương số kiếm tiền khó khăn hơn, làm ăn chật vật hơn, sức khỏe cũng suy yếu đôi phần so với trước đó. Tuy nhiên, vận tốt hay xấu không chỉ phụ thuộc vào cục diện lưu niên, vào thời cuộc khách quan, mà còn tùy vào nỗ lực của bạn và thái độ đón nhận của tuổi Giáp Thìn. Nếu chuẩn bị tâm lý kỹ càng, hành sự thận trọng thì trong nguy có cơ, lúc cấp bách vẫn nhìn thấy cơ hội tốt mà phấn đấu, hứa hẹn sẽ có những bước lội ngược dòng ngoạn một trong sự ngỡ ngàng của chính bạn. Thưa quý vị, dưới đây Minh Đường Tử Vi sẽ đưa ra một vài dự đoán về vận hạn hung cát của người tuổi Giáp Thìn theo từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Vận trình sẽ có lúc thăng khi trầm, quan trọng là đương số luôn ở thế chủ động, hành sự thận trọng thì việc gì cũng thành. Tháng 1 năm 2024, tháng Bính Dần. Công việc làm ăn gặp trục trặc, cẩn trọng khi ký tá giấy tờ quan trọng kẻo tiền mất mà bản thân vướng kiện tụng pháp luật. Tháng 2 năm 2024, tháng Đinh Mão. Có điểm tiểu nhân hãm hại, tỉnh táo trong tất cả các mối quan hệ xã giao kẻo bị dụ dỗ hoặc lừa gạt về tiền bạc hay tình cảm. Tháng 3 năm 2024, tháng Mậu Thìn. Đề phòng bị mất trộm đồ quý giá hoặc đi đứng bất cẩn gặp họa huyết quang, đi xa bất lợi, nội tộc có tin buồn đưa tới. Tháng 4 năm 2024, tháng Kỷ Tỵ. Xuất hiện quý nhân xử lý tình huống cấp bách, thiệt hại về tiền bạc không đáng kể, có thêm nguồn thu nhập phụ, tiền bạc không quá khó khăn. Tháng 5 năm 2024, tháng Canh Ngọ. Tích tiểu thành đại, tài lộc gia tăng không ít, tuy nhiên chưa đến độ rực rỡ. Vận đào hoa tăng lợi cho ai còn độc thân nhưng hại với người đã kết hôn, đề cao cảnh giác với kẻ thứ ba xen ngang mối quan hệ. Tháng 6 năm 2024, tháng Tân Mùi. Vực dậy tinh thần, ý chí kiên định giúp đương số có được một vài mối làm ăn tốt, kinh doanh buôn bán cũng khởi sắc ít nhiều, càng về cuối tháng càng được lộc. Tháng 7 năm 2024, tháng Nhâm Thân. Gặp khó có quý nhân phù trợ, chỉ cần kiên định mục tiêu tới cùng sẽ gặt hái được trái ngọt, tiền bạc gia tăng, có thêm nguồn thu nhập phụ, đào hoa khởi vượng, tốt cho người độc thân. Tháng 8 năm 2024, tháng Quý Dậu. Sức khỏe giảm sút, đề phòng đổ bệnh các bệnh liên quan đến gan, thận hoặc túi mật, có thêm nguồn thu phụ, chi tiêu tài chính khá thoải mái, một số cặp đôi đón tin vui về chuyện con cái. Tháng 9 năm 2024, tháng Giáp Tuất. Đề phòng hỏa hoạn hoặc tai nạn đường sông nước, công việc làm ăn bất lợi, khó khăn trong vấn đề quay vòng vốn, áp lực tinh thần nặng nề nên chú trọng nghỉ ngơi ăn uống điều độ, tránh bỏ bữa kẻo sức lực suy giảm, đổ bệnh lúc nào không hay. Tháng 10 năm 2024, tháng Ất Hợi. Tiền bạc hao tổn nhiều, phần vì kinh doanh kém hay đầu tư thất bại, phần vì chi tiêu cho chữa bệnh của bản thân hoặc người trong gia đình. Tháng 11 năm 2024, tháng Bính Tý. Có lộc về kinh doanh, buôn bán hay đầu tư, thu nhập gia tăng do cơ hội tăng lương, tăng thưởng hoặc có thêm nguồn thu khác. Tháng 12 năm 2024, tháng Đinh Sửu. Việc làm ăn tất bật nhưng cũng thu về thành quả xứng đáng, lương thưởng có tăng nhưng không nhiều, đủ để mua sắm cho bản thân và gia đình đón Tết, gia đạo hài hòa, một số cặp đôi có thể đón tin vui con cái. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.